khi mà người ta đào đất để người ta nuôi tôm á, ở trong khu vực này á, người ta đào ao này nè, người ta đã phát hiện ra rất là nhiều những bộ hài cốt. Mười mấy cốt lấy rồi đem vô lấp chôn trong đó rồi xây miếu luôn á. Bằng mà không giấy á, khách máy vô múc đào rồi đó, hư máy hoài, giấy mà không có yên. Nhưng mà nó linh lắm, trên người này xuống, trên này trên kia thôi, tôi thấy trên số vậy đó, tùm lum lấy bản rồi. Ngày nào có vô đây cúng hết. Và chú nói thì sau đó là có người thấy bốn cái vong linh đó. Mà tôi cũng thấy vậy. Trời, tôi đi đây mà tới đó là tôi biết có. Tới đó là tự nhiên da gà mình đồ ra dưỡng hết áo là tôi biết có người. Nói chứ ở đây dùng cho đây, ở bên dùng khu miền sát này. Là chỗ nào có gò là coi chừng có xác người. Bị cái gò cao á, chết thì chôn, chứ chôn ở dưới trũng là nước không đâu. Đây nước mặn mà trũng mà. Xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Nhân đang có mặt ở Cần Giờ. Và Nhân đang đi trong một khu rừng đước rất là hoang vu, một loài cây đặc trưng ở địa phương này. Và đi ngang qua khu vực này thì Nhân có nghe chia sẻ về một ngôi miếu rất là linh thiêng, và có nhiều những câu chuyện tâm linh xung quanh ngôi miếu nằm ở trong rừng đước này. Và một điều đặc biệt về ngôi miếu này thì Nhân có được một số người dân chia sẻ rằng khi mà người ta đào đất để người ta nuôi tôm á, ở trong khu vực này á, người ta đào ao này nè, thì người ta đã phát hiện ra rất là nhiều những bộ hài cốt. Vì vậy mà người ta đã đưa lên và người ta mới lưu giữ ở trong ngôi miếu này. Chính vì vậy mà người ta đồn thổi nhiều những câu chuyện tâm linh liên quan đến những cái người âm á, trong cái ngôi miếu này nè. Và sau một hồi hỏi đường thì Nhân cũng đã tìm được đến ngôi miếu. Đang nằm ở ngay phía xa, nằm ở cuối của cái con đường mòn này nè. May mắn thì hôm nay mấy anh em của Nhân cũng gặp được chú Bảy. Dạ, tụi con chào chú Bảy nha. Chú Bảy thì là một người dân địa phương ở đây hả chú? Chú hồi đó là chú bên quê bên kia, chú qua đây ba mấy năm rồi. Là mình cái hầm mấy giờ chưa được qua chục năm. Dạ, con có nghe nói chú trông giữ những cái ao tôm ở khu vực này nè. Ở đây nè. Dạ, cho người ta đúng không? Thì làm... giữ mướn đó. Dạ, chú Bảy thì biết rất là rõ về cái ngôi miếu này. Chắc giờ nhờ chú dắt tụi con vô luôn nha. Rồi rồi. Dạ. Chú Bảy sống ở đây vậy có một mình vậy đó hả? Đâu có, có con, có vợ. À chú... Đã tôi bên Gò Công qua đây làm nghiệp mà. Dạ. Chú Bảy thì cái ngôi miếu này á, con có nghe nói là nhiều cái bộ cốt ở đây lắm. Mười mấy cốt lấy rồi đem vô lấp chôn trong đó rồi xây miếu luôn á. Khi mà lấy cốt là lấy ở đâu vậy hả chú? Ở ngay cái lãng dưới này. Hồi đó cái nền là ủi nuôi tôm á. Dạ. Mới ủi lên mười mấy cốt mới đem vô xây luôn, làm miếu luôn. À, vậy là ngôi miếu này là hình thành từ việc là người ta phát hiện cốt cho nên... Năm 2000. Năm 2000. Năm 2000 ủi là làm tôm, là bắt đầu mới làm miếu này, nên lấy cốt mới làm vô làm miếu này. Dạ. Ngôi miếu này thì cũng không có to lắm. Nhưng mà chứa đến mười mấy bộ hài cốt. Thì hài cốt của bà Lơ. Dạ. Đấy, để bớ mười. Dạ. Chú cháu mình vô luôn đi. Chú đi trước đi. Thì đâu có gì đâu, vô đốt nhang là không. Dạ. Chắc tụi con đốt nhang trước. Thì đốt nhang đi. Thì nè, lấy hài cốt để trong này nè. Trong hai cái mã trong xây vậy chứ không có để bia cậu vậy, không có để tên. Là mã quan hả chú? Thì mã xây rồi chú biết tới giờ rồi, hoặc là chắc cũng hôm mấy năm rồi. Vậy là khu vực này không chỉ có cốt mà còn có mộ hoang nữa. Có hai cái trong á. Dạ. Như vậy thì những cái bộ hài cốt hiện tại nó đang nằm ở đâu hả chú? Đây nè. À, xây trong này luôn mà. Như vậy là không phải là cốt nằm ở trong hũ
không biết vô hữu không, nhưng mà xây là trong này mấy người ta lấy chủ làm hợp lấy nuôi tôm á, làm xây vô làm miễu luôn, để vô bắt đầu xây làm miễu luôn. Như vậy là ở đây là bích lại luôn rồi đó hả? Bích chịch hết ráo quỷ. À, giống như là xây một cái hòm vậy đó, một cái hầm vậy đó, rồi cái rồi để vô, để cốt vô đó chứ không phải là hủ cốt. Không. Dạ. Rồi cái việc mà thờ tượng Phật đồ này kia ở đây là ai thờ hả chú? Không, dân thành phố đồ đem xuống. Thôi vô đây giữ lắm coi, vô này xin số xin đồ tùm lum, dân vô xin số cúng này kia tùm lum, không thấy nhang cột này kia tùm lum. À, tại vì linh quá hả chú? Cũng được, linh lắm. Nhiều khi vô rừng ấy nha, cái này con tôi đốt nha hằng ngày nè, này giấy nên nó dằn cá cũng trúng dữ lắm. À, hiện tại thì con thấy đang thờ một bức tượng Phật A Di Đà cùng với một số cái con ngựa nè, rồi mẹ Quan Âm nè, thờ ông hổ nữa, tức là thờ nhiều cái này vị. Cái này là coi như mấy người phố đem xuống chứ không phải hồi trước xây không có con ấy gì. Hồi trước xây là thờ cốt thôi, thờ cốt với để ly hương đốt nhang vậy thôi, cái này sau này tao mới để không để thần tài gì nhé. Còn ấy người ta vô ta xin đó. Nhưng mà mười mấy bộ hài cốt ở đây như vậy thì có ai thấy những cái hiện tượng nó tâm linh ở đây không chú? Thì đây á, nếu yếu thì đi thấy, còn không ấy thôi, không ít có người nào thấy. Có cặp vợ chồng của ông mà mua muối á, là bị thằng mà muối nó giết chết với hai đứa con á, là có thấy tượng. Thằng mà thấy vợ chồng dắt hai đứa nhỏ có. Ủa? Có vụ án ở đây nữa hả? Có, giết người nữa mà. Ở đâu chú? Trong cái đầu trong này nè. Hồi đó bị biết sao, ổng làm đi mua muối á, rồi mới chiếc này về đặng ổng đổi máy ra. Mấy người muối này tưởng không có tiền hay gì á, mà kêu lên trời nhà mần gà cho nhậu rồi nó đập chết. Chết xong rồi nó giác xuống dưới, cho nó kêu bà vợ là nói ảnh sai quá. Thấy bà vợ không mấy, thấy rồi mà nó xuống nặng, xuất nặng lấy tiền mà. Nó xuất cái bà bị hồi đó tóc dài đó, bà có ngày giỏ rồi, nó quýnh không mấy bà. Sao nó chụp được đầu tóc, nó quấn vô trong cây cabin ga, đập chết luôn, đập hai đứa nhỏ luôn. Rồi bắt đầu nó để xuống hầm á, nó lấy đất nó lắp lại, lấy đinh tắt đậy đóng nắp hầm lại, bắt đầu nó mới vô nó rút một lát nó lấy máy. Nhưng mà trời kiến là nó lấy nó đẩy ra rút một lát tưởng cho chèm á. Nhưng mà bốn cái cốt đó với trình á, nặng nổi cái lỗ đít lên không chèm. Rồi mấy biên phòng á, mấy người mà đi cái te cào nè mới thấy á, thấy mới kêu biên phòng lại, phòng mở ra mới thấy bốn các người. Trời ơi. Đó, nó chôn nó lấy đất nó lắp người luôn mà. Tặng cho chèm á, nhưng mà gan trời khiếp gan không có chèm. Thành ra bắt được nó sao tử hình á. Thằng mà giết là tên Mừng á, mà mấy kia nó không biết có tử hình không, Mừng tử hình. Là cả một gia đình luôn. Đã nói hai chồng hai đứa con giết hết mười. Dạ. Là cũng ở cái khu vực này luôn. Và chú nói thì sau đó là có người thấy bốn cái vong linh đó. Mà tôi cũng thấy vậy. Chú thấy luôn. Trời, tôi đi đây mà tới đó là tôi biết có. Tới đó là tự nhiên da gà mình đồn ra giữa hết áo là tôi biết có người. Đó là người ta không chịu đi, người ta ở đó giống như chết oan vậy đó. Thì bởi vậy còn không ai đem về kêu về hay gì á. Dạ. Tới giờ cũng ít thấy lắm. Mà đều mấy người mà đi đặt nháy rồi này kia, nãy đi mặn như trống giấy thì cũng được linh. Chắc cũng còn chứng kiến. Vậy là như chú nói thì nãy giờ là đã có mười mấy hài cốt ở đây, rồi thêm một cái vụ án bốn người mất ở khu vực này nữa. Nhưng mà còn hai cái mộ là quan nằm ở trong góc tổng nữa. Thêm hai cái mộ hoang nữa, vậy là ở đây cái phần âm nó rất là nhiều. Thì chắc này tôi nghi là không biết hai cái mộ đó tại chiến hay sao mà bệnh hoạn chết rồi, nhà không biết sao, không thấy người nào tới. Vậy còn mười mấy cái hài cốt này thì cái này cũng như là thời chiến bị chết rồi chôn dưới cái nền á. Rồi sau này mới đầu mặn tôm mới cài, mới ủi thành ao á, nó mũi tóc lên mới lấy cái đem ra này vô đây gom lại đàng hoàng mới làm miễu thờ luôn. À, chứ đâu phải hồi đó đây đâu có miễu đâu. Vậy là do chiến tranh người ta mất. Thì hồi chiến tranh ngoài khu vực miền khác người. Dạ.
chiến tranh rất là khốc liệt, và khi mà đào ao tôm thì mới phát hiện ra. Thì cho đã tôi nói chết hồi nào mà không biết, mà chôn hồi nào mình không biết, nhưng mà hồi đào ao tôm thì mới lên lấy được. Nhưng mà nó linh lắm, trên người này xuống, trên này trên kia thôi, tôi thấy trên số gì đó tùm lum lấy bản đồ rồi. Ngày nào có vô đây cúng đó. Xe thành phố cũng xuống, xe riếp rồi xuống cúng đây nè. Nhưng ở đây là ít thấy, chỉ có mấy người đi mần rồi, đi mần rừng, mần đêm á, thì như thấy bóng người này kia vậy thôi, chứ thấy gì đâu. Trên dưới cúng quải này kia, người ta vô ta cúng, nhiều khi ta cúng, người ta xin phù hộ đồ này kia tùm lum. Dạ. Không biết được. Cái miếu này thờ thần tài thổ địa nữa. Thờ tùm lum ở đó. Hồi đó thì không có thờ Phật này, không có ấy nữa. Giờ thì ở phố được đưa xuống này vậy. Chứ đó ở đây không có ta ấy đốt mấy cái liêu đồ không ạ. Cái miếu chắc họ xin được linh hay gì đó rồi. Từ từ đầu rước vô mới đông người, mới đem Phật đem này kia đồ tùm lum này. Mà ban đêm con nghĩ nơi này là cực kỳ vắng luôn, thậm chí tuyến đường này cũng vắng nữa, vậy thì không, chắc cũng không. Ở đây tối chỉ có cha con tôi đi thôi chứ không ai. Chỉ mấy người đi cho nhà. Hồi xưa khi mà máy xúc xúc cái những cái hài cốt này lên đó chú, thì khi mà đụng nó có bị hư máy gì không hay là hư máy dữ lắm ạ. Hư ở đây mà mần không giấy là hư thường lắm. Đây công nghệ cao mần nữa nè. Mần mà không giấy khách máy máy vô mút mút đào đó đó, hư máy hoài. Giấy mà không mới yên. Hư máy là mặn được, không cho mặn á. Múc chéo cái đầu dưới á, hư máy đầu dưới thường. Cứ múc là hư máy. Không mà giấy là không có gì hết. Còn cầu xin giấy thành tâm thì không sao hết. Thì hồi đó mới xuống đầu tiên là tôi nói là vô mặn ngày cũng giấy cúng người ta đàng hoàng không. Cũng giấy cúng rồi sau này mấy thằng mà đeo máy đào mà không cúng cũng bị máy đang múc vậy cho tự nhiên nó hư nó nổ này kia tùm lum. Dạ. Bởi vậy cái phần âm ở đây nó nhiều quá nên là làm gì mình cũng phải cầu xin. Giống như người ta nằm ở đây nhiều quá. Đâu phải chỗ này không, mười mấy cốc này không đâu. Mấy chỗ kia có nữa. Chứ không phải đây không đâu. Do là cái chiến trường ở đây nó cũng khốc liệt quá. Thì bởi vậy nó nhiều lắm. Dạ. Như ở dưới kia hồi đó Tâm Dũng mận ruộng muối đào đào lên cũng lấy được 2-3 cái cốc về cũng làm miếu thờ. Nói chứ ở đây dùng cho đây ở bên dùng khu miền sát này là chỗ nào có gò là coi chừng có sát người. Dạ. Bị cái gò cao á chết thì chôn, chứ chôn ở dưới trũng là nước không đâu, đây nước mặn mà trũng mà. Cái chỗ này hồi đó là cái gò nè, rồi sao múc xuống mới sâu thì nó ủi sâu vậy đó. Dạ. Chứ đó nó nằm khô lên trên lúc khô cao như vậy luôn á. Như vậy là cái phần đất ở nơi này do chiến tranh ngày xưa cho nên là để lại hài cốt những người mất nằm ở dưới này nhiều lắm. Và khi người ta làm ăn chôn rồi cần... là coi như là nhiều khi mấy người chôn mấy người đã chết luôn, có ai biết đâu. Đúng rồi. Chiến sĩ không đó. Dạ. Là kháng chiến rồi giả tỷ tôi chôn chú với chú này. Nó rụng tôi chết nữa rồi chú có biết mã mồ đâu đâu thì bỏ dạ. Quan hết. Chú ví dụ nghe thấy ghê quá. Thì tôi nói thí dụ vậy đó. Dạ. Rồi cái tu chết nữa đâu có ai hay biết gì đâu. Dạ, đúng rồi. Kiếm nhưng không có còn thân thích luôn. Nữa qua nhiều thế hệ á. Phải chi mà 2-3 mười mấy người đã chết chôn mà tôi còn sống á thì tôi chỉ được tôi chết luôn ai chỉ. Bởi vậy thời chiến tranh nó mất liên lạc vậy đó. Dạ. Chính ông bác thứ bảy tôi đây mà ông ý ông chú thứ 10 tôi đây mà ông chết rồi là còn không biết xác đâu này mà. Con thấy ngoài này còn có bàn thờ nữa nè. Cái đó là để đốt cúng hồi sinh đồ đó. Dạ. Nè, đốt kính sinh ấy đồ đó, sinh số tùm lum ở đâu ở đây. Ủa chú, sao người ta thắp nhang ở đây nữa vậy? Đó, tôi nói đây hồi sinh cấm tùm lum ở đâu á. Vậy cái đùng lên này đâu phải cái mộ hả? Đất. Đất hả? Không phải mộ đâu. Tại con thấy cấm nhang luôn nè. Đất mốc nè. Dạ. Đó nữa kìa. Đã mốc đây lên vô trọng thành con, đây con trọng thành con đê mà. Dạ. À, hai cái ngôi mộ hoang thì nó nằm ở xa không chú? Đây vô trong đó cũng chẳng cây số ạ. Cây số? Trong thấy dàn nước cao đó không? Nó đi đường này vô nè. Vậy chắc anh em của nhân tạm kết thúc video này ở đây. Chắc nhờ chú cho tụi con vô trong kia luôn đi. Viếng phần mộ đó. Anh đi bộ vô đây vô đó chút lội bộ hay gì? Dạ. Đi. Rồi. Đi ngõ này nè.
Vậy anh em mình tụi mình sẽ chia sẻ vào cái video tiếp theo.